Chào mọi người. Video trước thì chúng ta đã nghe kể đến câu chuyện ma cái ở Đại học Y khoa rồi đúng không? Và video này là để tiếp nối của câu chuyện ấy. Mọi người đã chuẩn bị nước uống, đồ ăn và ngồi lắng nghe câu chuyện này chưa nhỉ? Chúng ta tiếp tục nha. Điều lạ lùng hơn là kỳ học tiếp sau đó thì da mặt của cả bốn cô gái trong căn phòng đều nhợt nhạt, cứ như bị thiếu máu vậy. Chỉ duy có Ảnh Thanh thì có vẻ khá hơn. Ngoài điều đó ra thì ở họ không có khác gì thường. Mãi đến đêm trước khi xảy ra chuyện, cũng không nghe thấy ai nói rằng Tiểu Lầu và Quỳnh Chi giận dỗi hay cãi nhau. Họ vẫn cứ như hình với bóng. Buổi tối trước khi xảy ra vụ việc, tôi và mấy anh em cùng phòng vác hai thùng bia lên sân thượng của ký túc xá Nam. Đêm ấy, trăng rất tròn, mọi người uống bia rất vui vẻ. Ngoài lý do lưu luyến khi sắp phải chia tay ra thì không có điều gì bất thường, không ai ngờ được rằng trong tòa nhà ký túc xá nữ lại xảy ra chuyện đáng sợ như thế. Đêm ấy, không có ai trong tòa nhà ký túc xá nữ nghe thấy có tiếng cãi hay đánh nhau, thậm chí chẳng ai thấy điều gì khác cả. Mọi thứ vẫn diễn ra như ngày thường, điều duy nhất khác mọi khi đó là tình cảm phức tạp trong lòng những nữ sinh sắp tốt nghiệp. Sáng sớm ngày hôm sau, tòa nhà ký túc xá nữ ồn ào bất thường. Lãnh đạo nhà trường cũng xuống. Còn có nhiều giáo viên đứng chặn ở cửa, không cho sinh viên vào. Sau đó qua dò hỏi bạn bè, tôi mới biết được đã xảy ra án mạng. Nghe nói sáng sớm hôm đó, dù đã rất muộn rồi, nhưng mà phòng 106 vẫn chẳng có động tĩnh gì. Có một nữ sinh định vào xem có phải những người trong đó vẫn đang ngủ không. Khi cô ấy vừa bước vào, thì không khỏi hoảng sợ, phải mất một lúc mới kêu lên được thành tiếng. Tất cả mọi nữ sinh nhìn thấy cảnh tượng ấy đều sợ đến mức kêu thét lên, thậm chí có người còn bị ngất. Theo lời của cô nữ sinh bước vào đó đầu tiên, thì khi cô ấy đẩy cửa, trong phòng toàn là máu tươi. Tiểu Lầu với những vết máu dính đầy trên người, ngồi quỳ ở giữa phòng. Dưới mái tóc dài bối rủ là một khuôn mặt với vẻ rất lạ lùng và nụ cười ngây ngô. Mắt nhìn chăm chăm vào thi thể đã lạnh ngắt phía trước. Tiêu Giật Huyên nói xong, người khẽ run lên, một hồi lâu sau mới lấy lại bình tĩnh. Sau đó tình hình của Dạ Tiểu Lầu như nào, anh có biết không? Tôi hỏi, theo những gì được biết, thì cô ấy rất có thể là con ma cái ôm con như trong lời đồn đại. Nghe nói cô ấy được đưa tới bệnh viện tâm thần ở ngoại ô thành phố. Đến bây giờ có còn ở đó không thì tôi không rõ. Anh có địa chỉ hoặc số điện thoại của hai cô nữ sinh khác trong phòng 106 không? Tôi không cùng lớp với họ, cũng không quen lắm, nên sau khi tốt nghiệp chẳng có liên lạc gì. Thế thì khó rồi. Nghe nói bệnh viện các anh thường xuyên xảy ra chuyện mất tim của người chết, chuyện đó có thật không? Tôi nhìn chăm chú vào mắt của Tiêu Giật Huyên, khiến anh ta bất giác phải nhìn tránh đi. Có nghe nói nhưng không rõ lắm, anh cũng biết đấy, những chuyện ma quái như thế.
rất ảnh hưởng đến uy tín của bệnh viện, nên lãnh đạo yêu cầu xử lý thật khéo, hạn chế thấp nhất việc để lộ thông tin ra bên ngoài. Vì thế mà những gì tôi biết được rất ít. Cảm ơn vì đã làm phiền anh. Chào anh ta xong, tôi và Chăn Chăn rời khỏi đó. Hình như anh ta biết gì đó. Anh ta đâu phải nghi phạm, chúng ta không thể ép anh ta nói những điều không muốn nói. Vậy thì chuyện mất tim sẽ điều tra như thế nào? Tạm thời cứ gác lại đã, vì nó liên quan đến uy tín của bệnh viện nên chắc chắn không được có sự hợp tác nhiều từ phía họ đâu. Hơn nữa, nếu phía cảnh sát biết là chuyện gì thì đã lại không có chuyện mất nhiều tim như vậy. Tôi lấy ra một điếu thuốc ngậm lên môi nhưng chưa châm mà nói tiếp. Chuyện này phải để tổ trưởng đi đặt quan hệ xong thì mới có thể điều tra sâu được. Chúng ta đi ngoại ô thành phố một lượt xem sao đi đã. Tôi hỏi thăm tin tức về Dạ Tiểu Lầu ở quầy đón tiếp. Sau khi nhân viên ở đó tra số liệu trên máy tính, xong lại cho tôi một câu trả lời khiến tôi sững sờ một hồi lâu. Đã chết rồi. Chết rồi? Chết như nào? Và chết khi nào? Tôi rất nghi ngờ con ma cái ôm con chính là Tiểu Lầu. Nếu cô ấy đã xuất viện hoặc mất tích thì còn được. Nhưng nếu cô ấy đã chết thì ai tiếp tục giết người? Không nhẽ là ma quỷ thật? Đã chết cách đây 9-10 năm rồi. Nguyên nhân là tự tử. Chị chắc chắn là cô ấy đã chết rồi chứ? Tôi vẫn chưa chịu từ bỏ hỏi lại một lần nữa. Đã nói chết rồi thì là chết rồi. Phải chắc chắn thế nào nữa? Bác sĩ điều trị chính cho cô ấy có còn làm việc ở đây không? Tôi muốn tìm hiểu một chút về tình hình của Tiểu Lầu khi còn sống. Sống thì phải thấy người, chết thì phải thấy xác. Nếu manh mối bị gián đoạn từ đây thì việc tìm ra hung thủ đích thực chỉ trong mấy ngày còn lại sẽ khó hơn cả lên trời. Chuyện đã xảy ra 8-9 năm trước rồi. Nhiều bác sĩ đã chuyển công tác tới các bệnh viện khác. Tôi biết phải tìm ông ấy ở đâu đây. Nói xong, người ấy chuyển sang làm việc khác, không thèm để ý đến tôi nữa. Trong trang tư liệu có một bức ảnh. Đôi mắt của người trong ảnh tuy đờ đẫn nhưng khiến người khác không khỏi động lòng và xót thương. Đúng như Tiêu Giật Huyên nói, cô ấy thực sự rất xinh đẹp. Khi tôi đọc một phần nội dung và muốn tìm thấy trong đó những thông tin có ích, bỗng nhiên thấy đầu của một người trẻ đến bên cạnh. Đó là một nhân viên làm quét dọn, tuổi chừng 50. Nhìn thấy bạn ta cứ nhìn chăm chăm vào bức ảnh, tôi cũng cảm thấy ông trời không phụ những nỗ lực của tôi, nên hỏi ngay người ấy, bà có biết cô gái này chứ? Bà ấy gật đầu. Trước đây cô ấy đã từng điều trị ở đây nên cũng nhớ đôi chút. Cô ấy được coi là người khá trật tự, lúc thường không nói gì, cứ trốn vào một góc và đọc sách. Đối với chúng tôi thì những bệnh nhân như vậy rất tốt, về cơ bản không phải lo lắng gì cho họ, ngoài việc cho ăn và kỳ cọ cho họ thì không phải để mắt tới. Trong khi những bệnh nhân khác thì thường là sẽ la hét, vậy phá và phải dùng dây vải để buộc họ xuống giường. Vốn dĩ, những bệnh nhân như cô ấy thường không để lại ấn tượng gì sâu sắc. Vì bệnh nhân ở đây quá đông, nhưng có lẽ cô ấy xinh đẹp, đẹp tới mức phải chuốc họa vào thân. Tiểu Âu tiếp xúc lâu ngày cùng cô ấy, lâu dần đem lòng yêu, hoặc nói khác đi là trong lòng nảy sinh ý xấu. Anh ta đã cưỡng hiếp bệnh nhân của mình. Tuy đầu óc cô ấy có đôi chút vấn đề, nhưng cũng biết phản kháng lại hành động thô bạo của Tiểu Âu, đã cào cấu và cắn khắp người anh ta. Sau chuyện xảy ra, cô ấy ngồi co ro trong góc và khóc thút thít. Và thực lòng thì trông cô ấy chẳng khác gì những cô gái khác, đều khiến người ta nhìn mà thấy xót thương. Viện trưởng rất lo về chuyện này, vì nếu chuyện này mà lọt ra ngoài chắc chắn bệnh viện sẽ đi tong. Trong lúc viện trưởng vẫn đang tính toán xem phải xử lý thế nào thì cô ấy đã tự sát bằng cách dùng kim.
tiêm đâm vào người mình. Nhân viên y tá lúc không để ý, cô ấy đã trộm một chiếc bơm kim tiêm rồi sau đó vào nhà vệ sinh đóng chặt cửa lại. Khi mọi người tìm thấy thì cô ấy đã chết. Chiếc bơm kim mà cô ấy lấy là loại 5 ml. Theo lời y tá nói, nếu dùng chiếc bơm kim tiêm ấy mà tiêm vào người thì ít nhất cũng phải 20 mũi mới chết được, hơn nữa là phải tiêm vào ven. Người y tá còn nói kiểu tự sát ấy sẽ phải trải qua rất nhiều đau đớn trước lúc chết. Sau khi cô ấy chết, tiểu Âu cũng đã xảy ra chuyện những vết thương vì tiểu lầu cắn đen sạm lại gây sốt cao, mãi không sao hạ sốt được, và đến ngày hôm sau thì ông ta chết. Trước lúc chết, ông ta luôn miệng nói cô ấy đã báo thù tôi, cô ấy muốn tôi phải chết. Nghe xong những lời kể của nhân viên quét dọn, tôi bèn hướng sang ngay câu hỏi mà tôi quan tâm nhất. Sau khi cô ấy chết thì xác chết đã xử lý như thế nào? Tôi vẫn nghi ngờ tiểu lầu chính là con ma cái ông con. Sau khi cô ấy chết, có thể xảy ra chuyện thay đổi xác chết và quay lại trường đại học y để giết người. Tất nhiên là hỏa thiêu rồi. Viện trưởng sợ rằng đêm dài lắm mộng chưa nhận được sự đồng ý của người nhà, nhưng mà vẫn cứ cho hỏa thiêu. Bà quét dọn nghĩ một lát rồi nói khi cô ấy bị cưỡng hiếp có chảy máu không. Mặc dù rất ngượng khi đưa ra câu hỏi này, nhưng cần thiết vì nó liên quan đến việc cô ấy đã từng có thai hay chưa. Không, bà chắc chắn chứ. Chắc chắn là không có. Hôm ấy chính tay tôi thu dọn phòng, trong quần của cô ấy không có vết máu nào. Ga giường và nền nhà cũng không có. Chỉ có áo thì có một chút, nhưng đó là vết máu từ vết thương của tiểu Âu thấm sang. Máu khi mất trinh không phải máu như vậy. Với tuổi đời của bà quét dọn, có thể thấy những phán đoán của bà không thể sai. Chúng tôi cảm ơn bà quét dọn và chuẩn bị rời đi. Thì đột nhiên bà ấy gọi lại. Này, này, nói cho cậu biết một việc nữa. Không biết có tác dụng gì với cậu không? Khi cô ấy vừa mới đến, tôi giúp cô ấy ký cọ người thì thấy trên bầu ngực của cô ấy có rất nhiều vết thương, cứ như thể bị ma hút máu cắn vào vậy. Có điều những vết thương đó rất nhỏ, chưa biết chừng là bị rơi cắn. Trên đường từ bệnh viện tâm thần trở về, tôi sắp xếp qua những thông tin thu lượm được trong ngày. Tiêu Giật Huyên đã nói trong học kỳ cuối cùng cả bốn cô gái 1-6 đều trở nên xanh xao nhợt nhạt. Còn bà quét dọn thì nói trên bầu ngực của tiểu lầu có rất nhiều vết cắn. Trên ngực của ba người còn lại rất có thể có những vết thương tương tự, nhưng những vết thương đó từ đâu mà có? Không lẽ trong phòng 106 có loài rơi hút vào người, hoặc là ma hút máu? Ngoài ra, sau khi tiểu lầu bị cưỡng hiếp lại không có máu chảy ra. Ngoài việc gần như có thể khẳng định cô ấy không còn trinh, cô ấy đã chứng minh cô ấy đã rất có thể sinh con hoặc là phá thai, vì trong quá trình bị cưỡng hiếp, dị âm đạo tiết ra không đủ, nó có khả năng làm chảy máu. Nhưng những người phụ nữ thường sinh lở vì âm đạo đã được mở ra tương đối sẽ khó có khả năng bị chảy máu. Giả thiết rằng cô ấy đã từng có thai, vậy người làm chuyện đó là ai? Tiêu Giật Huyên nói cô ấy chưa có bạn trai, và trên thực tế đúng là như vậy, là anh ta không biết hay là nói dối. Hẳn không có chuyện, vẫn còn là trinh lữ mà đã có thai. Cái thức tự sát của tiểu lầu cũng khiến người ta khó hiểu. Ở môi trường sống như cô ấy lúc đó thì cách dùng bơm kim tiêm vào ven như vậy là cách dẫn đến tỷ lệ thành công cao nhất. Nó không giống những cách dùng dây treo cổ dễ dàng bị người khác phát hiện, cũng không giống như cách cắt vào mạch máu đòi hỏi phải mất thời gian dài. Nhưng đối với người mắc bệnh tâm thần mà lại có thể bình tĩnh vận dụng những kiến thức y học mà được học trước đây là một điều không hề dễ.
Dù cô ấy điên thật hay điên giả thì người cũng đã chết rồi. Đi khả năng cười là con ma cái ông con càng trở nên rất ít. Mặc dù tôi nghi ngờ ma cái ông con là do người khác giả làm hoặc là thực thể của zombie, nhưng sự thật đã khiến tôi không thể không nghĩ theo hướng ma quỷ hư hư thực thực. Bây giờ chúng ta đi đâu đây? Chân chân cắt đứt lượng suy nghĩ của tôi. Đến khu phố cũ tìm một người. Tìm ai? Mai Sở Anh. Cô ấy là người thế nào? Tôi không biết. Một thành phố phồn hoa đều có những góc cũ kỹ, và những người sống trong những cái góc cũ kỹ ấy thường là một bộ phận người cống hiến nhiều nhất cho thành phố ấy. Khi chúng tôi tìm đến khu phố cổ thì cũng là buổi tối rồi. Theo địa chỉ ghi trong tư liệu, chúng tôi tìm đến trước cửa của một căn nhà cũ lát. Ánh đèn từ bên trong lọt qua khe cửa, hẳn trong nhà có người. Sau khi gõ cửa, bà lên tiếng cảnh giác. Có chuyện gì vậy? Tôi đưa giấy tờ ra rồi nói rõ mục đích. Nghe xong bà mới bớt vẻ căng thẳng và mời chúng tôi vào nhà. Xin lỗi, khu vực này chị ăn không được tốt nên hệ tối là phải cẩn thận. Anh chị đừng lấy làm lạ vì điều đó. Mai Sọ Anh mang ra hai cốc nước đun sôi. Tôi đưa mắt quan sát căn phòng. Nó rất nhỏ và cũ kỹ. Có lẽ tuổi của nó cũng hơn 30 năm rồi, chẳng hề ít hơn tuổi của tôi. Ngay cả đến hai chiếc cốc đang đặt trước mặt cũng bị sứt mẻ. Qua đó có thể thấy hoàn cảnh của chủ nhân ngôi nhà này tương đối nghèo túng. Thưa cô Mai, cô có thể cho chúng cháu biết những chuyện liên quan đến tiểu lầu được không? Không biết số tôi khổ hay do số của tiểu lầu khổ. Nó vừa chào đời đã không có bố, thế rồi đang khi tuổi trẻ vậy mà. Mai Sở Anh vừa thở dài vừa kể những chuyện trước đây của con gái. Bố của tiểu lầu mất sớm, một mình tôi nuôi nó lên người biết bao vất vả. Từ nhỏ nó đã rất ngoan và thông minh, thầy cô bạn bè đều yêu quý nó, học hành chăm chỉ, tôi chưa bao giờ phải lo lắng vì nó. Nhưng kể từ khi vào đại học, tôi cảm thấy nó đã thay đổi. Còn thay đổi ở điểm nào tôi cũng không thể nói cho trọng rõ. Lúc đầu tôi tưởng nó có bạn trai, về sau thì càng ngày càng cảm thấy không ổn. Tôi luôn cảm thấy nó có vấn đề. Nhà thì nhỏ, thì hai mẹ con tôi ngủ chung giường. Kể từ khi nó vào trường đại học y thì nó ở đó đến kỳ nghỉ phép dài ngày mới về. Trong thời gian nó nghỉ ở nhà, có mấy lần tôi tỉnh dậy lúc nửa đêm thấy nó không ngủ mà cứ đứng ngây người nhìn lên vầng trăng trên bầu trời. Tôi gọi mà nó cũng không thưa. Ngày hôm sau khi tôi nói chuyện đó với nó thì nó nói không nhớ gì về chuyện đó. Sau đó nó càng ít về nhà hơn, nhưng tuần nào cũng gọi điện về. Lúc đó tôi không nghĩ gì nhiều, dù sao thì hoàn cảnh cũng không tốt. Nó không muốn về thì tôi cũng không trách nó, chỉ cần nó vui vẻ là được. Thậm chí khi nó không về ăn Tết, tôi cũng không nói gì nhiều. Tôi cứ nghĩ rằng nó muốn ăn Tết cùng bạn trai. Trước khi xảy ra vụ án một ngày, nó gọi điện về cho tôi, nói những lời rất lạ lùng, hỏi tôi rằng có muốn được ở trong căn nhà to hơn không, có muốn có nhiều tiền tiêu hay không, có muốn trường sinh bất lão không. Tôi đáp rằng có, tất nhiên là có, nhưng mẹ chỉ cần có con ở bên cạnh là đủ rồi, những thứ khác không quan trọng. Nó im lặng một hồi lâu rồi mới nói với tôi. Mẹ, sau này nhất sinh con sẽ cho mẹ được sống một cuộc sống tốt hơn. Không ngờ ngày hôm sau thì xảy ra chuyện. Sau khi xảy ra chuyện, nhà trường đứng ra giải quyết. Mặc dù nó không bị tù nhưng bị đưa đến bệnh viện tâm thần. Nó trong bệnh viện tâm thần một năm, thế rồi tự dưng tự sát. Rõ ràng là bệnh viện đã giấu chuyện tiểu lầu bị cưỡng hiếp.
Nhưng thấy bà ấy đã đau lòng như vậy, chúng tôi cũng không muốn nói cho bà ấy biết sự thật. Suy cho cùng thì hai người trong cuộc đó cũng đã qua đời mấy năm rồi. Bây giờ có chuyện kiểu trách nhiệm cũng chẳng còn nhiều ý nghĩa. Bác đã gặp bạn trai của Tiểu Lầu bao giờ chưa? Thực ra tôi không biết đích xác là nó đã có bạn trai hay chưa. Mỗi lần tôi hỏi nó đều nói là chưa có. Nhưng tôi luôn cảm thấy nó đang có qua lại yêu đương với bạn trai. Nếu sự thật đúng như vậy thì có thể khẳng định rằng cô ấy đã từng mang thai. Cũng có thể giải thích vì sao khi mang cái hành hung lại ôm đứa trẻ đã chết. Tất nhiên, suy đoán này phải được xác lập trên tiền đề hung thủ là ma quỷ. Tuy nhiên, tôi vẫn giữ ý kiến của mình. Cha của Tiểu Lâu là người như nào? Chồng tôi tên là Dạ Bình An, hồi còn sống ông ấy làm xây dựng. Kể ra cũng lạ, tòa ký túc xá mà Tiểu Lò chính là do đội của ông ấy xây dựng. Có điều ký túc xá xây dựng xong chưa bao lâu thì ông ấy ra đi, cả mẹ con cũng không được nhìn. Bác có thể cho chúng cháu biết bác trai đã qua đời như thế nào được không? Nghe bác sĩ nói thì ông ấy bị ung thư dạ dày. Ngày thường ông ấy rất khỏe. Thế rồi hôm đó nói rằng bị đau bụng. Đến bệnh viện khám thì bác sĩ nói đã quá muộn, không thể điều trị được nữa. Mấy ngày sau thì ông ấy ra đi. Lúc ấy Tiểu Lâu cũng sắp sửa chào đời. Nếu ông ấy cố sống thêm được mấy ngày nữa thì được bé con gái mình, mấy người bạn từng nhắn với ông ấy đã bị ung thư dạ dày và chết. Tôi nghĩ có lẽ là việc ăn uống ở công trường không được tốt. Hồi còn sống, ông ấy cứ phàn nàn rằng cơm ở công trường chẳng khác gì đồ ăn cho lợn. Chăn chăn đã an ủi bà Mai một lúc bằng những lời vụng về.
Khi chúng tôi chuẩn bị ra về, dường như bà Mai chợt nhớ ra điều gì và nói với chúng tôi. Tôi nhớ là hướng người xây khu ký túc xá của trường đại học y có nói rằng lúc đào móng thì thấy một con bạch xà rất to. Lúc đó mọi người đều đang rất thèm thịt nên đã làm thịt nó để ăn. Không biết có phải vì thế mà đắc tội hay không để rồi đến lỗi chuốc lấy họa. Sau khi rời khỏi nhà của bà Mai, tôi cứ nghĩ mãi về một vấn đề. Vừa xây dựng xong khu ký túc xá thì chết, con gái vào đó ở thì dần dần thay đổi và cuối cùng đi phát điên đến giết người. Không biết có phải vấn đề là ở chỗ khu ký túc xá hoặc nói một cách khác là ở phòng 106 hay không nhỉ? Có thể Lục Thúc sẽ cung cấp được những thông tin về vấn đề này. Miêu Miêu, các cô có phát hiện gì mới không? Trên đường tới trường đại học y, tôi gọi điện cho Miêu Miêu. Ui cha, từ trong máy điện thoại vọng ra tiếng ngáp mệt mỏi. Ôi trời tối rồi, bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Đói bụng quá. Cô có phải cô vừa ngủ dậy không đấy? Chẳng phải cô là Tuyết Tình đi theo dõi giáo sư Tiêu hay sao? Trời đất ơi, bà cô này đi làm hay đi chơi đây không biết. À, Miêu Miêu lại ngáp. Ồ, cái áo này chẳng phải của chị Tuyết Tình hay sao? Đi đâu rồi nhỉ? Tôi ở đây. Hâm mộ à, chúng tôi vừa phát hiện được một số thông tin. Mọi người đang ở đâu vậy? Chúng tôi đang tới đại học y, khoảng 10 phút nữa sẽ tới nơi. May mà Tuyết Tình không phải là người đến để đi chơi. Hèn nào, tổ trưởng để cho hai người họ cùng làm việc với nhau. Nếu là tôi đi cùng Miêu Miêu, chưa biết chừng sẽ làm cho cô ấy tức chết. Giáo sư Tiêu đã trở về ký túc xá rồi. Có lẽ sẽ không đi ra ngoài đâu. Bây giờ tạm thời không cần phải theo dõi. 10 phút nữa chúng ta sẽ gặp nhau ở cổng trường. Cuộc theo dõi hôm nay không có được những thu hoạch thực chất nhưng đã có phát hiện bất ngờ. Tên đầy đủ của giáo sư Tiêu là Tiêu Quốc Cường, giới tính nam, năm nay 62 tuổi, là chủ nhiệm khoa, giáo sư, giáo viên hướng dẫn tiến sĩ, chuyên gia cống hiến nổi bật của quốc gia, được hưởng mức ưu đãi của chuyên gia cấp nhà nước. Hiện là viện trưởng viện y học của đại học, chủ nhiệm khoa bệnh tim của trường đại học y, trưởng ban nghiên cứu về tim của bệnh viện nhân dân tỉnh, từng là chủ biên của chuyên sâu y dược Trung Hoa, tham gia chủ biên cuốn Nhịp đập bất thường của tim, tạp chí Nội soi Trung Hoa, tác giả của cuốn Tim học thực dụng, ghi chép về những ca phẫu thuật tim của Tiêu Quốc Cường. Buổi sáng không phát hiện điều gì đặc biệt. Ngoài việc lên lớp giảng bài cho sinh viên, giáo sư Tiêu vùi đầu và đọc tài liệu trong phòng nghiên cứu. Tôi đang nghĩ có lẽ hôm nay phải quay về tay không, thì đầu giờ chiều xuất hiện một cảnh tượng khác thường. Sau khi lên lớp giảng bài cho sinh viên xong, ông ta cứ trong phòng nghiên cứu, không có gì đáng chú ý đặc biệt. 15 giờ 17 phút, một phụ nữ chừng trên dưới 30 tuổi, tóc dài đến lưng, mặt mũi xinh đẹp, ôm một chồng tài liệu vào trong phòng nghiên cứu. Chắc phải độ tuổi, có lẽ chị ta là trợ lý Tăng Sảnh Nghi. Chị ta vừa bước vào, giáo sư Tiêu lập tức kéo rèm cửa lại. Có điều chiếc rèm vẫn chưa che hết cửa sổ. Qua khe hở
bằng hai ngón tay, bạn có thể nhìn thấy những điều diễn ra ở chỗ gần bàn làm việc. Bọn họ đã quan hệ với nhau. Chân chân, tôi xong. Ngoài việc phát hiện ra giáo sư Tiêu quan hệ ngoài luồng với trợ lý Tằng, sảnh nghi, Tuyết Tình còn điều tra là vợ của giáo sư Tiêu qua đời rất lâu, nhưng ông ta vẫn không tái hôn và có một đứa con tên là... Sao cơ? Tiêu Giật Huyên là con trai ông ta? Thì ra giáo sư Tiêu và Tiêu Giật Huyên là quan hệ cha con. Điều này làm tăng thêm những phức tạp khó hiểu cho điều tra vụ án. Mặc dù giáo sư Tiêu đã ở độ tuổi hóa giáp, nhưng với vị trí của ông ta trong giới y học, hẳn có không ít cô gái trẻ muốn nhảy vào lòng. Nếu giáo sư Tiêu có định tái hôn thì hẳn ông ta không phải lo, không có người. Vậy vì sao ông ta lại không muốn tái hôn mà lại lén lút quan hệ với trợ lý? Nếu những chuyện đồi bại mất đạo đức như vậy, một khi bị giới truyền thông phát hiện ra thì chắc chắn tuổi già ông ta sẽ trải qua trong thân bại danh liệt. Hơn nữa, quan hệ cha con giữa giáo sư Tiêu và Tiêu Giật Huyên có liên quan gì đến các vụ mất tích, vụ mất tim ở Bệnh viện Nhân dân không? Nếu đúng như vậy, ông ta cần nhiều tim như thế để làm gì? Giả thiết là ông ta dùng để nghiên cứu thì hoàn toàn có thể thay đàng hoàng đưa ra yêu cầu với các bệnh viện, cần gì lấy trộm như vậy? Khi ấy cách đây ba trường 30 năm, nhà trường mở rộng việc chiêu sinh, lượng sinh viên đông lên. Khu ký túc xá cũng không chờ hết, vì vậy lên kế hoạch xây thêm một tòa nhà ký túc mới. Lúc ấy thì khu vực xung quanh trường chưa phát triển, sinh viên cũng chưa đông lắm, công việc của tôi vì thế cũng nhàn hơn. Bình thường không có việc gì thì lại đến chỗ công trường xem. Sau mấy lần thì quen với công nhân ở đó, tôi nhớ người đứng đầu thời hình như tên gì, An gì đấy. Có phải là Dạ An Bình không? Dạ Bình An không? Đúng 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 là Dạ Bình An. Họ của ông ấy rất ít gặp, nhưng gộp lại với tên thì lại rất có ý nghĩa. Nên thì bây giờ tôi vẫn còn nhớ, ông ấy là người rất tốt. Người tốt thôi không sống thọ. Nghe nói trong lúc đội thợ của ông An đào móng thì đã bắt được một con rắn, có chuyện đó không ạ? Tôi tiện mồm hỏi, không ngờ lại gọi lên một đoạn quá khứ rất khó tưởng tượng. Chuyện này... Tôi nhớ ra rồi, có chuyện đó. Lúc đó đám thợ của ông An đã làm thịt con rắn đỏ và ăn. Chú cũng ăn à? Dường như lúc thúc đang nhớ tới chuyện đáng sợ, thân hình gầy guộc run lên. Không, tôi còn không dám ăn những loài vật kiểu chim sa cá nhảy như vậy. Mà chi con rắn đó lại được bắt từ trong một chiếc quan tài. Tôi không có gan ăn thịt nó. Từ trong quan tài, chú có thể kể rõ hơn được không? Tôi cũng chỉ nghe ông An nói thế.
Chuyện lúc này đại khái là như thế. Mặt trời lặn dần về phía tây, đỏ rực như máu. Ông An và 8 người khác ngồi ăn bữa tối ở công trường với những đồ ăn giống như của lợn. Đồ ăn nhà trường không những khó ăn mà còn không đủ đối với những đàn ông làm công việc chân tay như họ. Họ chỉ có thể được ăn no nửa dạ dày. Vốn dĩ họ cũng có thể trở về nhà để được ăn bữa cơm mà vợ con nấu cho giống như ông chủ và những người công nhân khác. Dù đó chẳng phải sân hào hay vị gì, nhưng ít nhất cũng được lo bụng. Nhưng để có thể kiếm thêm ít đồng cho gia đình, họ đành ở lại, tiếp tục đổ mồ hôi, nước mắt. Mọi người sau khi ăn xong nghỉ ngơi đôi chút, cầm cuốc xẻ đào móng. Mọi người lại đây mà xem, Tiểu Trương gọi cuống quýt. Mọi người vội chạy về phía cậu ấy. Anh An ơi, làm thế nào bây giờ? Có lẽ là một ngôi mộ cổ. Có nói với ông chủ một tiếng không? Tiểu Trương chỉ vào cái huyệt đen ngòm trước mặt, giọng hơi run run, phấn chấn và căng thẳng. Chưa tận mắt chứng kiến, cũng từng được nghe. Đó không phải là chuyện hay. Ít năm thì ít nhiều cũng có những thứ đáng tiền, thậm chí vàng. Người đàn ông sống bằng sức lao động, chỉ cần một chiếc nhẫn vàng nho nhỏ cũng bằng cả mấy tháng lương của họ rồi. Ông An nhìn vào cái huyệt im lặng một lát, liếc mắt. Ông chủ đã về nhà, chỉ cần sau này mọi người đứng ra nói ra thì tất cả những gì có trong huyệt, chỉ chúng ta biết. Những ai không muốn tiếp tục sống nghèo khổ và không sợ chết thì hãy sống cùng tôi. Nếu kiếm được thứ gì đáng tiền thì chúng ta cùng chia nhau. Nếu có ai không muốn làm thì tôi cũng không ép và gây khó dễ. Em xuống, em cũng xuống, cho em theo với. Mọi người rất phấn chấn, cứ như thể họ đã nhìn thấy cái đám của cải. Được, 8 anh em chúng ta có phúc cùng hưởng, có lại cũng chịu. Nếu ai có ý xấu sẽ không được chết tử tế. Trong huyệt là một ngôi nhà đá nhỏ hơn rất nhiều so với tưởng tượng, chỉ chừng 40 mét, chỉ có 8 người mà đã cảm thấy chật rồi. Không khí cũng không ngột ngạt như tưởng tượng, có lẽ là không khí mới đã ùa vào đây qua những chỗ đã đào. Tiểu Trương giơ chiếc đèn lên cao hơn đầu, soi sáng cả ngôi nhà. Bọn họ hy vọng tìm được thấy ánh vàng rực rỡ, nhưng đã phải thất vọng. Ngôi nhà đá chật hẹp này có lẽ không lên gọi là một đồ tùy táng nào đó như trong tưởng tượng. Chỉ có 4 bức tường chắc chắn.
Trời, thì ra là một con rắn. Không biết ai đã lên tiếng trước, phá tan bầu không khí lặng lẽ chết chóc. Tiếp đó mọi người chửi thề một câu. Tự nhiên Tiểu Trương lại kêu lên, chỉ vào đầu rắn, há miệng nói nhưng không sao nói thành lời. Mọi người cùng nhìn lên đầu con rắn, thấy nó mở mắt trừng trừng, há miệng từ từ thè lưỡi ra. Mọi người bất giác lùi về phía sau. Nhưng quan sát một lúc thì thấy dù con rắn còn sống nhưng dường như nó không hoạt động được. Nếu đã chẳng có thứ gì đáng tiền, vậy thì chúng ta làm thịt con rắn này ăn quách đi. Vốn chỉ nói cho bỏ tức, không ngờ mọi người lại tán thành. Vì không có dụng cụ nấu nướng, ông An tới phòng bảo vệ nhờ lục thuốc giúp. Đến nhà An lấy dao và thớt, xong rồi. Tất nhiên cũng nói cho ông biết sự thật và mời ông An cùng đi lấy dao thớt thì không có gì. Nhưng còn về việc ăn thịt rắn thì ông không dám, nhất là nó lại là một con rắn kỳ lạ bắt được từ trong quan tài. Kể từ khi được lôi ra khỏi huyệt, không thấy con rắn có bất cứ điều gì khác thường, chỉ có điều nó không hề động đậy. Từ lúc mổ bụng đến lấy mật cho đến lúc lột da cũng không hề dãy giụa. Từ xưa đến nay, nếu phải giết một con rắn to như vậy, không phải là việc dễ dàng. Ông An đích thân cầm dao giết thịt, tuy là lần đầu tiên, song ông cũng lấy được trước mặt của nó ra một cách trọn vẹn. Nhưng khi ông hỏi ai muốn uống sống trước mặt đó thì mọi người lại đều nhường nhau. Cuối cùng ông An nuốt hết trước mặt đó, ông cho tõm vào miệng rồi nuốt xuống bụng. Sau khi giết xong con rắn, mọi người dùng gỗ và cành cây nhóm bếp nấu một nồi canh rắn to tướng. Ông An nói rằng rất ngon, những người khác cũng nói đó là món ăn ngon nhất mà họ từng ăn. Họ ăn không sót một miếng nào, đến xương cũng gặm cho đến lúc nhả bã. Sau khi nghe những lời kể của Lục Phúc, tôi vừa chơi cờ với ông và nghĩ đến một vấn đề. Vì sao trong chiếc quan tài bằng đá đó lại có con rắn? Nói cách khác, vì sao con bạch xà lại ở trong đó? Giả thiết là con bạch xà tự chui vào. Vậy chỉ có hai khả năng. Khả năng thứ nhất, nó chui qua kẽ hở của chiếc quan tài từ khi thân hình còn nhỏ và sau khi ăn xác và chết trong đó thì lớn lên. Nhưng cách ăn của loài rắn là nuốt, vậy một con rắn có thể chui qua kẽ hở của chiếc quan tài. Có thể nuốt được xác của một người chết hay không? Cứ cho là nuốt được đi chăng nữa thì chỉ ăn một xác người chết cũng không lớn như vậy. Khả năng thứ hai, con bạch xà đỏ vốn đã to như vậy, hơn nữa lại rất khỏe, nó làm xê dịch nắp quan tài và chui vào nuốt xác của người trong đó, và coi đó là cái ổ của mình. Có điều làm xê dịch nắp quan tài thì còn có thể, nhưng nếu lại cho nó vào vị trí nguyên trạng thì không thể tưởng tượng nổi. Nếu một con bạch xà đó không thể tự chui vào bên trong quan tài được, vậy thì phải có người bắt nó vào trong. Nếu đúng như vậy thật thì nơi chôn cất đó rất có khả năng có một kiểu trận pháp phong thủy. Nghĩ một hồi lâu vẫn không tìm ra được lời giải đáp, tôi lại thua một ván cờ nữa. Sau khi cảm ơn Lục Thúc, tôi định phải cũng chân chăn tới chỗ của Tuyết Tình. Nếu không có phát hiện gì thì hôm nay đành rút lui. Chúng ta vậy là video hôm nay đến đây là kết thúc. Mong mọi người sẽ tiếp tục lắng nghe những video tiếp theo. Cảm ơn mọi người.